chỗ người ta đang cua gái hỏi anh Duy có vợ chưa, rồi xong rồi cái hỏi nữa, nói tập gym này tim treo, tim treo nóng không chứ, mà ở chung cư cô gái ngon nữa. Thật sự với bạn quá trời luôn. Cái này thì đàn ông nào độc thân vô mua cái chung cư rồi xong rồi thang máy dễ quen biết mà. Thang máy mỗi lần đi thang máy khi trúng giờ đông đông á, mình có được những mối quan hệ ngoài luồng. Chừng nào bạn là tỷ phú đi, bạn là triệu phú đô la đi, thì cái bài phân tích này mới sai. Còn bạn còn làm công ăn lương, bạn tốt nghiệp đại học ra bạn ở chung cư là đúng rồi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn đến với chương trình Vlog bất động sản kinh doanh của dreamer Duy Nguyễn. Các bạn thông cảm nha, dạo này Duy ăn kiêng mà ơi, nói chung nó hơi mệt và nó hơi chóng mặt. Nói chuyện cái thần sắc nó không có mê ly, nói chung là nó cũng hơi chán quá. Mới uống bộ ba thần thánh nữa. Bởi vậy là thường thường á, mùa đông á là chúng ta sẽ lười tập bạn. Nó lười tập nha. Nên cái mùa đông á nó sẽ làm cho con người ta nó dễ tích mỡ, hiểu không? Mà Duy á thì Duy cố gắng phấn đấu là một giám đốc đẹp trai nhất trong giới doanh nhân, là bụng nó phải đẹp, sáu múi này nọ kia. Mặc đồ đen cho nó nhìn cho nó nhỏ nha. Kinh nghiệm, mặc đồ đen nhìn cho nó nhỏ, mặc đồ trắng nó bự, ra đường bự nó mình sồ. Nên là trong cái phong thái của cái video ngày hôm nay, Duy sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm. Các bạn sẽ nói rằng sao anh Duy Nguyễn livestream anh Duy Nguyễn gắt quá, mà sao anh Duy làm video Duy dễ thương quá. Thì các bạn cũng hiểu rằng khi mà Duy Nguyễn bước ra đường làm ăn trong cái giới kinh doanh đó, nó ga tô, nó ghen tị, nó cài cắm này nọ kia vô, nó kích động mấy bạn, đúng không? Nên mình muốn làm nighter trên live không có được, đâu có ai muốn làm con cọp đâu, đúng không? Duy cũng rất muốn nhẹ nhàng, tình cảm, vui vẻ với tất cả mọi người, và tính Duy rất là vui. Nhưng mà bạn lên nó hỏi sập dưa không ạ? Chỗ người ta đang cua gái hỏi anh Duy có vợ chưa? Rồi xong rồi cái nó hỏi nữa, nói tập gym này tim treo, tim treo nóng không chứ. Nói chung là những cái câu mà Duy ví dụ á là nhẹ thôi, nên dạo này chắc bỏ like quay qua mình phải làm một con người mang lại những cái ích lợi cho người xem bằng chủ đề cuộc sống, nâng tầm cuộc sống Việt. Cái chủ đề hôm nay mà Duy muốn nói á là chung cư với nhà phố, cái nào đẳng cấp cái nào theo bạn ABC? Theo tôi chung cư đẳng cấp hơn, theo mình á là chung cư đẳng cấp hơn nha, tại vì phải là bán chung cư mà nói như vậy. Nhưng mà tôi sẽ chỉ cho bạn những cái điểm mà chung cư đẳng cấp hơn. Vậy thì cái nào gọi là chung cư, cái nào gọi là nhà phố? Đó, bạn qua bên Hồng Kông mà dắt đây chưa ai đi, thôi về Việt Nam đi. Bạn qua quận 7, bạn sẽ thấy những tòa nhà nó cao lên mà nó có những ô cửa sổ đó. Nó có những ô cửa sổ từ lưa vừa đó là chung cư. Thường thường mấy cái tòa nhà cao tầng là chung cư không à. Nói chung cư nó có loại chung cư thường, chung cư VIP nha. Còn nhà phố là cái gì? Những cái nhà sụp xệ nhỏ mới xây, nằm khắp rải khắp thành phố Hồ Chí Minh, thì đó là nhà phố. Vậy thì chung cư với nhà phố cái nào mắc hơn cái nào? Xin thưa với bạn, nhà phố mắc hơn. Nhà phố mắc hơn nhưng mà chung cư nó đẳng cấp hơn. Đẳng cấp ở trong một cái khái niệm đóng một kép mở một kép. Lấy ví dụ, một cái chung cư 2 tỷ với cái nhà phố 2 tỷ chắc chắn chung cư đẳng cấp hơn. Nó là phải nói như vậy. Chứ không các bạn sẽ bắt bẻ anh Duy nói là ủa anh Duy nói chung cư đẳng cấp hơn, sao anh Duy ở nhà phố không vậy? Không trả lời được bạn, tại vì nhà phố nó rất là mắc. Mà tất cả hầu như mọi đối tượng của chúng ta ở đây, chúng ta xét trên bình dân của xã hội,
bình dân xã hội là bạn làm ra này, bạn để dành được cái nguồn thu nhập 1 tỷ, 2 tỷ là mừng thấy bà nội rồi. Đó, thì cái hướng của chúng ta phải là chung cư. Cái hướng chúng ta không là đủ nhà phố nổi. Tại vì không có tiền mua nhà phố thôi. Còn bạn nào mà có cha mẹ có đất có cát, quay ra bài toán mà thằng chồng sổ đỏ cưới vợ xây nhà, cái đó là hạnh phúc và đẳng cấp. Yes. Mà Duy nói thêm nè, cuộc đời á, tất cả những nước phát triển họ đều ở chung cư hết. Bạn qua một thủ đô Paris tráng lệ. Wow. Kiến trúc của Pháp là hơi bị ghê đó nha. Kiến trúc của Pháp là hơi bị đỉnh đó bạn. Thà vào thế kỷ thứ bao nhiêu hồi đó quên rồi. Pháp hả, nó lùa hết nhà dân luôn, xây chung cư. Nên cái thủ đô Paris của Pháp là nhà kiểu mẫu của một kiểu một rồi. Bởi mấy em media nhớ nhắc anh gửi hình nha. Gửi hình minh họa cho thấy chảy ke luôn á. Nó đẹp lắm bạn. Cái quy hoạch của Paris nhìn nó đẹp lắm. Nó đều đều tông tóc tông tóc. Mà giá chung cư bên Pháp rất mắc nha. Bên Singapore cũng vậy, ở chung cư thấy bà luôn. Hầu như những nước phát triển đều ở chung cư ngoại trừ Mỹ. Mỹ tùy thành phố. Tùy thành phố nè, New York này nọ thì phải chung cư thôi. Còn Cali đồ á thì nói chung là ở nhà hay nhiều. Nó tùy thành phố nhưng mà tính chất địa phương. Còn Việt Nam thì sao? Nó cũng là mô hình kết hợp. Nó vừa chung cư mà nó vừa nhà phố. Thì cái xu hướng sau này Việt Nam phát triển là chung cư lên ngôi. Chung cư lên ngôi. Thì ở chung cư đẳng cấp hơn ở những chỗ là nhất chung cư á, là các bạn dễ tiếp cận, các bạn dễ mua hơn. Các bạn dễ mua hơn, nó rẻ. Bạn cầm tỷ, tỷ rưỡi ra bạn mua vô tư. Bạn mua chung cư nó như mua xe hơi vậy đó, không có gì khác hết trơn trọi vậy đó. Mà cuộc sống hiện đại sau này bạn làm, bạn qua thu nhập của bạn, bạn vay ngân hàng, bạn mua chung cư nó hợp lý. Nó hợp lý. Và bạn ở chung cư là cái đẳng cấp của bạn nó cũng gọi là nó tiến bộ hơn so với nhà phố. Ví dụ như bây giờ so với cái chung cư 2 tỷ với cái nhà 2 tỷ bạn nằm trong hẻm 4 sẹt đó, thấy tiến bộ nổi không? Ủa như mỗi lần vô gửi thơ là thằng thơ nó lạc luôn. Vô nó gửi nó mới được ra. Nó thiệt chứ bạn ship mà go việc hay gì đó, nó thấy bốn sẹt nó lơ luôn. Thôi chạy ra đây, họ không biết đường ra sợ bị lạc hao xăng. Còn chung cư nha, bạn chưa nói là phòng bao nhiêu, block nào, chung cư nào, một phát một tới liền. Nên cuộc sống ở chung cư á, mình nói cái bây giờ là cái vấn đề này là mình đang so sánh, thì mình không nói cái điểm xấu nha bạn. Cái điểm xấu á thì video khác nói. Còn hôm nay là mình nói điểm tốt của chung cư và điểm hỏng tốt của nhà phố. Đó. Phải nói vậy mới được. Chứ mà nói điểm tốt chung cư, điểm tốt nhà phố, bạn kéo nhau mua nhà phố hết. Thấy không? Vậy điểm tốt của chung cư là gì? Bãi đậu xe khỏi lo, tiện ích khỏi lo. Tiện ích khỏi lo bạn, cuộc sống này cần nhiều tiện ích. Cuộc sống là gì? Cuộc sống kết nối từ điểm A tới điểm B. Bạn đi làm ở một điểm A, bạn đi về ở một điểm B. Đó là cuộc sống. Còn hiện tại bây giờ á, là ở Việt Nam mình á, mình tốn quá nhiều thời gian cho việc di chuyển. Mình đi làm ở điểm A, xong rồi mình đi chơi ở điểm B, mình đi rước con ở điểm C, rồi mình đi ấy ở điểm B, D, E, F, tùm lum la hết. Còn ở trong chung cư là một tiện ích. Trong chung cư có trường mầm non nha. Trong chung cư thậm chí cần cấp 1, cấp 2 luôn. Chắc chắn nó phải làm như vậy. Đúng không? Mà trong chung cư là có trạm xá luôn. Nói chung là bệnh viện tư nhân nó ba nhỏ thôi, đủ khám rồi. Ví dụ như bữa trễ 2-3 ngày đó, vô trong đó 2-3 mạch thì đó nó khám được nha. Trong chung cư có nhà thuốc, trong chung cư có nguyên mạc, có nguyên mạc cộng, có bách hóa xanh. Đó là tiện ích chứ là gì? Có siêu thị, thậm chí cấp mát. Mà chưa kể trong chung cư ở dưới đó một đống shop house luôn, cạo neo tại chỗ. Thì ghê chưa? Mấy cái chung cư mà nó chưa có shop house là mấy chung cư cùi nha. Còn mấy chung cư nó có shop house, bạn hiểu shop house là cái gì không? Nope. Shop house là chỗ phát triển kinh doanh dịch vụ, phòng gym này nọ các kiểu. Bán hoa, bán cháo lòng, bán bánh canh hay bán cái gì đó không biết. Cái shop house là cái tầng 1 của chung cư nó dùng để kinh doanh. Tại vì thì bạn sống ở trong chung cư giống như một trong cái small city. Một cái thành phố thu nhỏ, nó kết hợp tất cả mọi tiện ích đó mà bạn không cần phải đi đâu cả. Thì bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian, nâng cao chất lượng sống rất là nhiều. Hiểu chưa? Cái đó là cái thế mạnh của chung cư. Mà ví dụ như trong trường hợp bạn ở nhà phố bằng một số tiền tương đương thì bạn chui vô trong hẻm rồi. Trong hẻm thì làm gì có mấy cái shop house đó. Trong hẻm bạn muốn tập gym mà đi đâu? Không phải nhiều khi chạy 3-4 cây mới có. Rồi tự nhiên tập gym không? Thằng chồng tập gym, con vợ đi làm tóc. Rồi hai thằng chồng đi ngược hướng rồi rước nhau lum la này nó cực nữa. Chỗ đậu xe không có.
đúng không? Bạn phải nghĩ tới chuyện sau này bạn mua xe chứ, không lẽ nhà mãi sao? Bây giờ nói về xe là xe Việt Nam này nội địa hóa được 15%, Thái Lan là 80%. Ai biết một ngày đẹp trời mình nội địa hóa 100% sao? Thì giá xe nó thấp xuống. Một chiếc xe hơi còn 100 triệu mua không? Không biết chừng nào mà cứ mơ đi, đúng không? Mua xe mà ở chung cư á thì bạn đậu xe 1 tháng 1 triệu, còn bạn ra ngoài trong cái bãi đất trống á, mái tôn 1 tháng 1,5 triệu. Nếu mà bạn ở nhà phố, đúng chưa? Vậy thì từ cái nhà phố đi ra cái bãi đậu xe của bạn đi bao xa? Đi bằng cái gì? Đi bằng xe máy gì, đúng không? Xong rồi bỏ cái xe máy tại chỗ bãi gửi xe, đi leo xe hơi xong chạy về vòng về tới xe máy chạy nhà. Bạn thấy nó vất vả chưa? Bạn thấy nó không có professional thế nào cả. Còn trường hợp bạn mua chung cư á, bạn vô thang máy bằng những cái cạch xuống B2 đi. Thằng nào đi xe hơi thì B2 mà xe máy thì là B1. Tiện hết không? Yes. Tiện hết không? Yes. Các bạn đừng có sọc chưa nha, bạn nói là gì chung cư cháy nhà thì sao nha. Ủa cháy nhà thì bạn cháy nhà bạn chết đó, là do bạn không có kỹ năng sinh tồn chứ bạn đừng mua cho người chung cư. Chung cư người ta có sơ đồ thoát hiểm rõ ràng, bạn cảm thấy đèn báo cháy, đèn hụ, đèn này kia, lo cắm động cổ chạy đi. Đứng đó nhìn hả? Người ta có thang thoát hiểm này nọ hết. Nói với các bạn thì trên thế giới nó ở chung cư nó chết hết. Đúng không? Thì bạn đọc tiếp báo đi. Bây giờ tỷ lệ cháy chung cư á chết nhiều người, tỷ lệ cháy nhà phố chết nhiều người. Cái nào nhiều hơn cái nào, chắc chắn bạn nhà phố chết nhiều hơn cái đó. Đúng không? Nên bạn ở chung cư á, nó có những cái bất lợi và nó có những cái lợi. Đó, nhưng mà phân tích cho nó khách quan thì bạn sẽ thấy cái lợi nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn tại vì nó phù hợp với bạn. Chừng nào bạn là tỷ phú đi, bạn là triệu phú đô la đi, thì cái bài phân tích này mới sai. Còn bạn còn làm công ăn lương, bạn tốt nghiệp đại học ra, bạn ở chung cư là đúng rồi. Bạn ở chung cư là đúng. Tại vì chung cư á là nó thu hút những thành phần gia đình trẻ, những người có cùng chung quan điểm, trí thức, tầm nhìn với bạn, nó mà ở chung khu đó, đúng không? Còn mà ở nhà phố thì bên đây á thì nhậu nhẹt, bên kia là đề đóm, đúng không? Rồi sau này con cái bạn nó theo ai? Không lẽ con trai đi nhậu, con gái đi vấn đề hả? Đúng không? Mà chưa kể còn mấy cái kia nữa. Tức là cái môi trường nó quá là phức tạp đi. Với một số tiền nhỏ thì chắc chắn cái môi trường sống của bạn nó khá phức tạp đấy, hiểu không? Còn chung cư á, thì trừ những cái chung cư tái định cư, những cái chung cư mà rẻ tái định cư á, là trong đó là gia đình nó ở nhiều. Có thể là cái nhà đó bị giải tỏa đất gì đó, không biết đền cục tiền chạy vô mua chung cư tái định cư ở. Thì những cái trường hợp đó thì nó cũng hơi sâu bầu thiệt. Nhưng mà có những cái chung cư mà chỉ là vợ chồng trẻ người ta lấy người ta nhau rồi người ta mua người ta ở, nó yên tĩnh lắm mẹ. Chuyện ai đấy làm, chuyện đó là sáng thì cứ cắm đầu cắm cổ đi làm hết, chiều về nằm coi tivi xíu ngủ, đúng không? Hai vợ chồng thích nhau ẵm đứa con xuống dưới trong cốc mắt ở dưới, hay là mua đồ cho nó chơi nhà banh và nhà bóng gì đó xíu lên. Cuộc sống mà nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian, và cái tiện ích hạ tầng của chung cư nó cũng khá là tốt. Vậy thì ở chung cư nó khác ở nhà phố một cái, nó có phí nha, phí gọi là phí quản lý chung cư. Tức là chung cư nó có security các bạn. Ví dụ như ông hàng xóm vô lộn cửa nhà bạn đó, thì bạn báo ông cái là ông chết á. Chung cư thì nó giống như khách sạn, nhà nó phòng này sát phòng kia, nó là cái phòng vậy thôi, nhưng mà trong cái mở cửa kia ra nó còn 3-4 cái phòng ở trong nữa đó. Nhưng mà có một cái là nó, bạn coi phim bạn biết rồi đó, không lẽ giờ bạn ngồi đây bạn không biết chung cư là cái gì, đúng không? Nói tới chung cư, mấy chung cư mới bây giờ thì cái chuyện ngập nước là không có nè, cái chuyện kẹt xe là cũng hơi hiếm nè. Đó, nên nó sống nó hiện đại hơn, cái lối sống nó 4.0 hơn. Còn bạn ở trong nhà phố này nọ kia, nó hạ tầng nó chưa kết nối, bạn kia bạn kéo cái đường cáp thì nó cũng khó nữa, rồi kéo cái đường wifi này nọ cũng khó nữa. Chung cư người ta có hết à, bạn muốn kéo đúng không, liên hệ chung cư lên lắp bạn vòng phút luôn. Oh really? Phút luôn, nó tại chung cư nó đi sẵn hết rồi, thì cái hộ đăng ký là vô bụp thôi, họ đăng ký vô bục đó. Mà chung cư thì nó có người quản lý, nó có người quản lý, nó an ninh, nó an ninh nhiều chứ. Rất là nhiều người ta chọn giải pháp ở chung cư tại vì nó an ninh, nó an toàn, nó an ninh, nó an toàn lắm. Còn cái giải pháp ở nhà phố thì khi trộm vô nhà bạn luộc đồ nữa,
thấy cha gì cảnh. Còn hẳn tợm nào dám vô chung cư luộc. Vô chung cư luộc chắc mập mình nó camera nó gắn nuôi hết. Chưa kể hả, bạn không có thẻ sao mà leo thang máy được. Tự nhiên thấy thằng kia leo thang bộ là bảo vệ nó nghi, nó hỏi liền. Ê sao nay đi thang bộ đồng chí? Nhìn mặt lạ hỏi, người ta làm luôn đập luôn. Nghe, chung cư làm sao có thang máy mới đi được. Mà thang máy tầng nào thì lên được tầng đó thôi. Ví dụ như bạn ở tầng 15, đúng không? Bạn ở tầng 15 mà thấy nhỏ kia nằm ở tầng 5 đẹp quá, bạn xuống bằng cua nó không đi được. Không xuống được, bạn chỉ đi thang bộ thôi à. À xuống thì được mà lên cũng được bạn. Nói chung là tùy cái security của thang máy nha. Có thang thì nó không cho xuống luôn. Có thang thì nó cho xuống không cho lên. Mà ở chung cư á, cô gái ngon nữa. Nó thật sự với bạn quá trời luôn. Cái này thì đàn ông nào độc thân vô mua cái chung cư rồi xong rồi. Thang máy dễ quen biết mà. Thang máy mỗi lần đi thang máy khi trúng giờ đông đông á, mình có được những mối quan hệ ngoài luồng. Mà nó cũng là tính chất hai mặt nha. Gặp mặt ví dụ như ghét thằng quỷ nó đi thì thang máy gặp nó hoài. Cái đó có luôn. Vậy thì nói bất lợi của nhà phố nha. Bất lợi nhà phố chỉ là tiền. Tất cả những cái vấn đề phát sinh của nhà phố là tiền. Thứ nhất nhà xấu, nhà phố xấu chung cư là cái chắc. Khỏi cãi mấy đồng chí. Mấy đồng chí khỏi cãi rồi. Tại chung cư nó đẹp hơn, nó xây mới sau này mà. Còn mà bạn mua bỏ tiền ra mà mua nhà 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi cho chắc cái nhà nó xây đời của lĩ của lai nào. Cái nhà nó chắc chả có thầu xây luôn. Tôi cũng thấy bạn thật sự á, bạn chưa thấy mấy cái nhà nó xây đúng ghê luôn á. Biết đúng giả, bắt biết các cái gì gác mà gác đúng giả không? Nope. Gác đúng giả đó. Bạn vô bằng hỏi chủ nhà, ủa nhà này có gác cái gì á, nó đúc giả là hiểu rồi. Đúc giả bằng đi nó rung rụp. Nó không phải là sàn bê tông thật mà sàn bê tông giả. Hiểu không? Thì nhưng tầm 2 tỷ thì bạn mua được những nhà đó thôi chứ làm gì có cái nhà nào đẹp từ khi dưới quê thôi. Ở dưới quê thì bạn làm cái gì, đúng không? Nhưng mà những cái nhà nó nằm ở trong những cái khu cũ cũ á, những cái khu nó chưa quy hoạch á, nó chưa quy hoạch lại cho đẹp á, thì những cái nhà đó nó kém chất lượng. Bạn ở cái chỗ đó thì nó rất là nhiều cái cặp vợ chồng trẻ bị dính rồi. Tới mùa nước á, mùa mưa nó ngập nước lên láng này nọ đâu. BVS nó nổi lờm bờm chán lắm mà. Hên bữa nào phát hiện được cái ống chích nữa. Không biết chích gì, không biết tiêm phòng hay là chích ngừa hay là chích thú y, không biết nha. Phức tạp lắm, phải giỡn không? Nên cái cuộc sống này, những người trẻ đó thường họ có xu hướng, họ chọn cái chung cư. Còn người giàu á thì người ta chọn biệt thự villa hoặc là người ta chọn nhà phố đó. Còn cái nhà phố của người giàu nó khác nhà phố của người nghèo. Ở đây Duy đang nói nhà phố của người nghèo và Duy đang so với chung cư của người nghèo. Hai cái đó nó so với nhau, đúng không? Mình cùng một cái mức tiền mình mới so được hai chỗ. Yes. Vậy thì tôi hỏi bạn nè, tại sao cái nhà nó cùng mức tiền đó mà nó lại mắc ngang chung cư kỳ vậy? Hả? Nó mắc ngang chung cư kỳ vậy? Ở đâu ra ba, tao nói tao lú mà, nãy giờ mặt căng vậy? Nhà phố là mắc chung cư, nhà phố mắc hơn. Tại sao nó có miếng đất ở dưới? Nó có miếng đất, cái nhà phố là gì? Miếng đất là chính. Còn chung cư không có miếng đất. Chung cư thường thường sử dụng 50 năm hết. 50 năm kiếp người rồi, tính gì nữa ba. Tham vừa phải thôi, trời đất ơi, tư duy người Việt Nam. Tư duy người Việt Nam cứ tính là mãi mãi vậy. Thích gì nó forever. Thích gì nó forever, chung cư 50 năm, ví dụ bây giờ bạn nhiêu tuổi? Bây giờ là các bạn 30 tuổi đi, 50 năm sau 80. 80 chung cư hết hạn, mua thêm chung cư khác. Mua thêm chung cư khác, cuộc sống như vậy bạn. Còn nhà phố bạn thì miếng đất có thể nó mãi mãi. Thì nhà bằng cũ, bằng bỏ, bằng đập đó, bằng xây cái nhà mới. Bằng xây nhà mới, nhưng mà nhà phố rất là đắt tiền. Rất là đắt tiền, còn cái tiền xây không là 2 tỷ bạn thấy hơn rồi đó. Đúng không? 2 tỷ là hơn rồi. Xây một cái nhà hơn 2 tỷ chứ sao? Đúng không? Cái nhà bạn xây cả phần thô lẫn phần hoàn thiện là phải hơn 2 tỷ đó. Không phải giỡn đâu. Còn cái chung cư 2 tỷ là được 100m rồi. 100m 3 phòng ở vô tư. Nhưng mà người ta chọn ở chung cư nó tóm lại là gì? Tiện nghi và tiện ích. Thế thôi, cái đó nhà phố không có được. Và sự an ninh nữa. Và sự an ninh đó. Mua chung cư nó đơn giản nữa. Thí dụ như bạn bây giờ hả, bạn cần phải vay ngân hàng để bạn mua nhà, thì bạn vay bạn mua chung cư nó dễ hơn.
đúng không? Còn bây giờ bạn vay mà bạn vay ra bạn mua cái nhà phố nó chua như giấm đó chứ, nó mắc. Bạn muốn mà cứ có được cái nhà phố nó tương đương với chung cư nó phát cấp 2, cấp 3 là nó nói cho nghe khỏi nói nhiều. Đối diện nè, chục tỷ đụng vô đi, nhà phố đó. Cái nhà nhỏ thôi, bằng hơn nửa nhà của Di thôi. Nhà nhỏ nhỏ, 3 tấm thôi, chục tỷ. Chục tỷ đó. Bây giờ bạn vay ngân hàng, bạn nhắm bạn có không? Chắc chắn là không có rồi. Bạn phải chung vô hẻm, đúng không? Ví dụ như đường chính này bạn không mua, bạn vô đường phụ mua còn 6 tỷ. 6 tỷ là một xẹ là hẻm rồi đó, xong rồi vô cái hẻm nhỏ nhỏ nữa cũng phải 4 tỷ. Nghe cái nào cũng chết hết á. Nhưng thôi nói thiệt các bạn á, ở chung cư đi. Ở chung cư, tại vì Duy tính tới dính lui dính nhiều mặt đó, ở chung cư nó vẫn được. Ở chung cư nó vẫn ok. Sau này bạn cho thuê nó được giá hơn các bạn, đúng không? Cái nhà phố bạn làm khỉ gì bạn cho thuê được 10 triệu không bao giờ có. Cái nhà phố bạn mua 2 tỷ không bao giờ bạn cho thuê được 10 triệu, nói thiệt bạn luôn. Không bao giờ, never. Đúng không? Nhưng mà cái chung cư bạn mua 2 tỷ bạn cho thuê được 15 triệu. Tại vì ở chung cư nó sướng hơn mà, thuê nó mắc hơn. Đó, nó giá trị thương mại cao hơn. Còn nhà phố thì nó có giá trị cục đất. Còn chung một giá tiền, chung cư ok hơn. Bạn nghĩ tới chuyện cho con bạn nữa ha. Con bạn tự nó lo đi chứ trời. Sau này cho nó tiền thôi, đúng không? Bây giờ tôi tính trong bài toán là hai chồng cưới nhau thôi vốn chung cư nhiêu lâu. 15 năm là xong chung cư rồi. Xong rồi 15 năm sau thì mua thêm 1 tới 2 chung cư nữa, đúng chưa? Vì cũng phải đầu tư hết chứ. Nên nói tóm lại, các cặp vợ chồng trẻ cưới nhau lập nghiệp, chung cư nó phù hợp hơn, nó tốt cho con cái bạn sau này hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn. Còn ở nhà phố nó chua lắm mà, không phải giỡn. Nó chua lắm về vấn đề an ninh, về vấn đề sửa chữa. À, nhắc tới sửa chữa, chung cư nó cho sửa nha. Chung cư ví dụ bạn sơn này lại, bạn ốp gỗ, ốp vách, ốp sàn này thì được. Chứ còn chung cư không có chuyện mà bạn đập bằng ngăn phòng nha. Không có. Cái nhà của bạn thì bạn toàn quyền, nhưng mà chung cư thì nó phải như vậy. Chung cư thì nó dễ lắm. Chung cư cái phòng của bạn, cái nhà của bạn giống y nhà kia. Ví dụ bạn ở nhà bạn rành, bạn qua nhà kia bạn làm như nhà bạn vậy đó. Toilet nó cũng nằm ở chỗ này. Đó, toilet nó cũng rộng như đây, nhà tắm nó cũng rộng như đây. Đó, y chang. Và nó xem một mẫu mà. Thôi, nói chung là video cũng dài rồi, ngừng các bạn. Chủ đề muôn thở mà, nói hoài không hết ý.